tất cả mọi người, mình là Poseidon đến từ Kaiku Venture. Trong cái clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải mã một dự án rất là thú vị, chính là Liquity. Thì Liquity chính là dự án Lending and Borrowing, tuy chỉ mới vừa xuất hiện trong nửa năm gần đây, tuy nhiên đã đạt được một cái mức TVL, tức là Total Value Locked vào trong giao thức là lên đến hơn 2,5 tỷ đô. Thì trong cái clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách mà Liquity hoạt động, cũng như là những cái kết quả mà nó đạt được, và liệu rằng đây có phải là một dự án đáng để chúng ta chờ mong hay không. Ok, let's go. Thì đầu tiên mình muốn mọi người vào cái trang web của Liquity trước ha, để chúng ta vừa đọc và vừa tìm hiểu chung với mình luôn. Thì đây chính là giao diện website trang chủ của Liquity. Ok, trước hết là mình sẽ nói qua một chút về cái dự án. Thì Liquity là một giao thức vay và cho vay phi tập trung, cho phép người dùng thực hiện các cái khoản vay không lãi suất. Nó là một cái giao thức tương tự như AV và Compound, cho phép user tương tác và thực hiện các cái hoạt động vay và cho vay. Tuy nhiên, khác với những cái giao thức truyền thống như là AV hay Compound thì Liquity cho phép thực hiện các cái khoản vay không lãi suất. Nếu mọi người đã từng vay tiền ngân hàng hay là thực hiện các cái tác vụ DeFi về vay và cho vay trên DeFi ấy, thì chắc chắn luôn sẽ có một mức lãi suất, bởi vì đó là cái cách mà giao thức hoạt động, phải đảm bảo những cái quyền lợi của người vay và người cho vay. Tuy nhiên thì Liquity nó đã giải quyết được cái vấn đề đó bằng cách đó là thực hiện các cái khoản vay không lãi suất. Tiếp theo thì Liquity là chỉ chấp nhận Ethereum làm tài sản thế chấp. Đây cũng là một trong những cái đặc điểm khá là nổi bật của những giao thức, bởi vì ở những cái giao thức khác thì người ta luôn muốn đa dạng hóa cái tài sản được thế chấp để thu hút user sử dụng. Tuy nhiên ngược lại, Liquity chỉ chấp nhận Ethereum. Thì cái lý do mà Liquity chỉ chấp nhận Ethereum mình sẽ nói ở trong cái phần sau ha. Cái hình dung chung về dự án khá là đơn giản, đó là người dùng sẽ thế chấp Ethereum vào giao thức, sau đó nhận lại khoản vay dưới dạng stablecoin được ký hiệu là LUSD. Thì stablecoin này sẽ được neo giá bằng đồng đô la Mỹ và tỷ lệ thế chấp của giao thức là 110%. Ok, thì để đi sâu hơn vào cách mà Liquity đang hoạt động thì chúng ta sẽ có cái phần 2 ha. Đầu tiên mình muốn anh em hình dung Liquity như một cái pool cho vay hoạt động dưới dạng như một cái ngân hàng truyền thống. Nó sẽ hơi khác một chút. Tuy nhiên thì trong hoạt động vay và cho vay chúng ta sẽ quan tâm những cái thông số gì ạ? Đầu tiên là được sử dụng tài sản gì làm thế chấp, đúng không ạ? Cái tiếp theo là lãi suất. Cái thứ ba là chi phí, các cái chi phí khác. Cái thứ tư đó là cái lượng tiền được vay tối đa và tối thiểu, cũng như là tỷ lệ tài sản thế chấp trên cái lượng tiền được vay là như thế nào. Cái thứ năm đó là cái việc thanh lý tài sản sẽ diễn ra như thế nào nếu trong trường hợp là tôi không trả được nợ hoặc là cái tài sản của tôi bị mất giá. Ok, chúng ta sẽ đi vào từng phần ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cách thực hiện vay tiền trên Liquity. Thì đầu tiên mỗi user sẽ tạo ra một trovo để thực hiện việc vay tiền, và ở đây thì Liquity quy định là mỗi một ví, địa chỉ ví, ví dụ như là anh em sử dụng MetaMask, thì mỗi một địa chỉ ví như vậy chỉ được tạo một trovo, tức là tại cùng một thời điểm thì mỗi ví chỉ được thực hiện một cái tác vụ vay ở trên Liquity thôi. Trovo này được xem như là một cái pool để user nạp Ethereum thế chấp và sau đó vay ra LUSD, và trovo sẽ tồn tại mãi mãi, tức là khoản vay của Liquity không có thời hạn. Khi user trả hết nợ thì trovo nó sẽ tự động đóng lại. Liquity dĩ nhiên chỉ chấp nhận Ethereum làm tài sản thế chấp, do đó mọi người không thể nào sử dụng những cái loại tài sản khác như là Bitcoin hay là những cái đồng token khác để vay ở trên Trovo được, vay ở trên Liquity được. Và cái thứ ba đó là cái quy định về tỷ lệ tài sản thế chấp của Liquity, đó là 110%, và khoản vay tối thiểu mà mọi người thực hiện đó là ít nhất phải là 2.000 LUSD, tương đương với 2.000 đô la Mỹ. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phí và lãi suất vay ở trên Liquity. Như ban đầu mình đã nói, Liquity là một giao thức cho vay không có lãi suất. Họ chỉ tính toàn bộ chi phí vay vào một lần đầu tiên. Cụ thể thì trên Liquity sẽ có hai khoản phí. Đầu tiên là phí vay. Phí vay sẽ được dao động ở trong một cái mức đó là 0,5% cho đến 5% của khoản vay, tùy vào cái thời điểm của thị trường. Và cái loại phí thứ hai đó chính là phí dự trữ thanh lý. Thì phí dự trữ thanh lý này được
mặc định đó là 200 LUSD, tương đương 200 đô la Mỹ. Đối với tất cả các khoản vay dù lớn dù nhỏ thì khoản phí này được Liquity mặc định là sẽ trả lại cho user khi họ kết thúc vay mà cái khoản vay nó không bị thanh lý. Tuy nhiên trong trường hợp bị thanh lý thì 200 LUSD này sẽ dùng để thưởng cho những người thực hiện thanh lý travel. Bởi vì nếu như mọi người đã từng thực hiện cái tác vụ DeFi trên Ethereum ấy, thì hiện tại cái chi phí thực hiện một cái transaction ở trên đó rất là cao, và để đảm bảo cho giao thức hoạt động bình thường và khuyến khích cái việc thực hiện thanh lý travel, nếu như tỷ lệ tài sản thế chấp bị giảm xuống 100% thì Liquity thưởng 200 đô la Mỹ này cho những người thực hiện thanh lý. Ví dụ thì trong cái ví dụ này mình sẽ giải thích ha, số tiền mà chúng ta nhận được sau khi trừ chi phí. Ví dụ bạn deposit 10 Ethereum và giao thức, sau đó vay 10.000 đô la Mỹ, 10.000 LUSD, thì thời điểm đó phí vay là 0,5%, thì khi đó bạn sẽ nhận được cái số tiền thực tế là 9.750 đô la LUSD, tương đương với là 10.000 trừ 50 trừ đi 200 phí dự trữ thanh lý. Okay, cái tính nó rất là đơn giản. Tiếp theo là tỷ lệ tài sản thế chấp. Thì tỷ lệ tài sản thế chấp là tỷ lệ giữa giá trị tính theo đô la Mỹ của tài sản thế chấp trong travel và nợ của user, và tối thiểu phải là ở mức 110% để duy trì các hoạt động bình thường của travel. Thì tỷ lệ này đương nhiên sẽ bị phụ thuộc vào giá của Ethereum, bởi vì chúng ta đang dùng Ethereum làm tài sản thế chấp. Khi tỷ lệ thanh lý bị giảm đi thì người dùng có thể tác động bằng cách là deposit thêm Ethereum để gia tăng cái tài sản thế chấp trong pool, hoặc là trả bớt nợ để duy trì cái mức thanh lý này ở cái mức độ an toàn. Mình ví dụ mình deposit 10 Ethereum tại thời điểm giá 1 Ethereum là 3.000 đô la, sau đó vay 10.000 LUSD thì tỷ lệ thanh lý lúc tỷ lệ tài sản thế chấp lúc đó chỉ là 300%, và đây là một cái mức an toàn. Tuy nhiên nếu như trong một năm sau mà Ethereum giảm xuống còn là 1.000 đô, tức tỷ lệ này đã bị giảm xuống còn 100%, thì mình sẽ có nguy cơ bị thanh lý. Và để đảm bảo cái pool không bị thanh lý và mình không bị mất Ethereum của mình á, thì mình phải nạp thêm Ethereum hoặc là trả bớt nợ. Thì đó chính là cái cách hiểu về cái tỷ lệ thanh lý. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái bộ phận, một cái pool khá là quan trọng trong liquidity, gọi là stability pool, thì hay còn được gọi là pool thanh khoản của giao thức. Thì pool thanh khoản này sẽ chứa LUSD và là nguồn thanh khoản để đảm bảo việc trả nợ từ việc thanh lý các travel và duy trì khả năng thanh toán của giao thức. Nó sẽ hoạt động như thế này: khi một travel bị thanh lý thì mặc định sẽ có một cái khoản nợ chưa được trả, đúng không ạ? Thì sẽ có một lượng số dư LUSD tại cái pool này được đốt và để trả nợ lại cho liquidity. Đồng thời thì ngược lại, cái Ethereum thế chấp ở trong travel sẽ bị chuyển từ travel vào stability pool để trả cho những người thực hiện cái việc trả cho những người đã cung cấp LUSD để thực hiện cái việc thanh lý. Nếu vậy thì đến đây chúng ta sẽ có một câu hỏi, đó là tại sao có những user người ta sẵn sàng người ta bỏ đô la của người ta vào cái pool này? Bởi vì về mặt lý thuyết thì khi mà travel bị thanh lý, đô la trong pool bị đốt đi để trả cho giao thức, thì user sẽ bị mất cái tiền stablecoin của mình, tức là bị mất LUSD của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên mọi người cần phải nhớ rằng là Ethereum sẽ được trả lại cho những người này, và bởi vì tỷ lệ tài sản thế chấp luôn là ở mức 110%, do đó hầu hết các khoảng thời gian thì cái việc nhận về Ethereum nó sẽ có lợi hơn so với cái việc mất đi LUSD đó. Chỉ đây chính là một trong những cái động lực để khiến cho user người ta thực hiện cung cấp thanh khoản cho cái pool này để đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của giao thức. Tiếp theo là về việc thanh lý tài sản, liquidation. Thì để đảm bảo giao thức hoạt động bình thường, các travel có tỷ lệ thế chấp bé hơn 110% sẽ bị thanh lý. Và khi một travel đủ điều kiện thanh lý thì bất kỳ user nào cũng có thể khởi động việc thanh lý travel. Và người thanh lý sẽ được thưởng, đó là đầu tiên là khoảng 200 LUSD đảm bảo thanh lý, và ngoài ra còn là có thêm 0,5% tài sản thế chấp. Thì đây chính là một cái cách làm để đảm bảo cho giao thức luôn hoạt động một cách tự nhiên và khuyến khích người ta thực hiện thanh lý pool khi mà đủ điều kiện, để tránh cái trường hợp mà nợ nó đã quá nhiều và
và cái việc thanh lý nó không còn kịp nữa, và dẫn đến cái giao thức nó bị đình trệ hoạt động. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cơ chế cân bằng giá của LUSD. LUSD là một đồng stablecoin được neo giá bằng USD, do đó để đảm bảo cái giá trị của LUSD luôn ở mức là xấp xỉ 1 USD thì Liquidity cần phải có một cái cơ chế để thực hiện cái việc neo giá này. Thì Liquidity người ta sử dụng hai cơ chế, được gọi là cơ chế cứng và cơ chế mềm. Thì cơ chế cứng là cơ chế quan trọng nhất, là dựa trên cái cốt lõi từ cái sự hoạt động của giao thức. Mình sẽ ví dụ khi giá của LUSD bé hơn 1 USD thì từ cái kết vận hình của giao thức sẽ khuyến khích những cái người tham gia stability pool tại thời điểm đó người ta mua thêm LUSD để bỏ vào pool. Thì sau này LUSD đó người ta mua với giá trị thấp hơn USD bỏ ra, nhưng sau này khi mà người ta thực hiện cái việc thanh lý và người ta nhận về Ethereum thì người ta có thể đổi được Ethereum ra giá của USD với giá trị cao hơn. Thì đây chính là một cái kiếm lợi từ việc chênh lệch giá, là cái động lực khiến cho người ta mua LUSD. Thì cái việc mua LUSD này tạo ra một cái lực cung khiến cho tạo ra một cái lực cầu, sorry mọi người, tạo ra một cái lực cầu khiến đẩy giá LUSD lên lại gần về với 1 USD. Ngược lại thì khi mà giá của LUSD ở lớn hơn 1 USD thì với cái tỷ lệ thế chấp 110% thì khi mà LUSD lớn hơn 1.1 USD thì người vay chỉ cần bỏ Ethereum vào cái trouble, sau đó min ra LUSD và bán ra trên thị trường, bán ra USD, thì khi đó người ta sẽ cũng sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận là tương đương với 10% từ mức chênh lệch giá. Và đồng thời cái lực cung này nó cũng tạo ra cái lực lực đồng thời cái việc bán này tạo ra một cái lực cung khiến cho giá của LUSD dần về lại 1 USD. Thì đây chính là cái cơ chế cân bằng giá cứng và cơ chế quan trọng nhất của liquidity. Ngoài ra thì liquidity còn có cơ chế cân bằng giá mềm bằng cách là quy định giá trị của Ethereum và LUSD đều được neo giá bằng đô la Mỹ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tokenomics của liquidity. Thì tokenomics của liquidity được ký hiệu là LQTI với tổng cung là 100 triệu đồng và không có chức năng governance. Ngoài ra thì sẽ có một cái chức năng, đó là khi mà token holder, tức là anh em hold cái đồng LQTI này, thì có thể mang đi staking ở trong giao thức và sau đó nhận về một cái phần của protocol fees. Thì mình sẽ phân tích cái tokenomics, cái UK của LQTI ở trong phần sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem về allocation. Thì allocation của LQTI như thế này. Đầu tiên là team và visual là chiếm 23,7%, investor là chiếm đến 33,9%, đây là một cái lượng rất là lớn. Service provider là chiếm 1%, community là chiếm 33,3%, community reserve là chiếm 2% và endowment là chiếm 6,1%. Thì đây là một cái tokenomics khá là hiếm gặp, bởi vì thông thường thì cả mức độ của team và advisor sẽ rơi vào đâu đó dưới 20% và investor là cũng rơi vào đâu đó từ 10 đến 20% là đã là một lượng khá là nhiều. Tuy nhiên thì LQTI lại làm ngược lại và investor là chiếm đến khoảng 34%, tức là hơn 1/3 lượng token. Thì đây có phải là một cái điểm trừ hay không thì chúng ta sẽ phân tích ở trong phần sau. Rồi, về cái token release thì không có nhiều điều đáng nói, chỉ có một cái thông tin quan trọng, đó là LQTI của team và investor sẽ bị khóa trong 1 năm. Thì đây là cái thông tin quan trọng mà mọi người cần phải lưu ý. Về back and with investor thì mình sẽ chuyển qua website ha. Đây là đây, các bạn vào phần about us thì chúng ta sẽ hiện ra cái team và back và investor của LQTI. Thì mình sẽ nói về back and with investor trước ha. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là khá là nhiều cái tên tuổi lớn ở đây, đó là Polychain Capital, Tomahawk, Tomahawk, Pantero, Alameda Research, EOSG, rất là nhiều, toàn là những cái tên nổi tiếng. Thì đây là một trong những cái lý do khiến mình quan tâm đến dự án này, bởi vì thường các dự án tiềm năng thì nó có nhiều cái quỹ sizable như vậy người ta để ý tới và người ta đầu tư vào.
Tiếp theo về về team và visual thì không có quá nhiều điều để nói ở đây, thì mình chỉ có tập trung vào một số chi tiết, ví dụ như là CEO của dự án là đã là một người đã tham gia thị trường crypto rất là lâu và đã từng làm research tại Definity, tức là dự án khá là nổi tiếng với cái mã token Bitcoin là ICP, chắc là nhiều anh em đã biết. Đó. Ngoài ra thì chỗ Advisor thì mình đánh giá khá cao cái bạn này, thì bạn này từng làm Pro Lead tại Uniswap cũng như là Former tại MakerDAO, thì đây đều là hai giao thức DeFi hàng đầu của thị trường. Do đó thì cái kinh nghiệm và cái kiến thức của người ta cũng như các mối quan hệ có thể giúp cho Liquidity phát triển trong thời gian tới. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là Liquidity là đang đạt được những cái kết quả nào. Thì đầu tiên ấy, khi mà mình vào cái website của Liquidity ấy, mình khá là ưng ý, bởi vì mọi cái thông tin mà mình cần thì nó đều được hiển thị một cái chi tiết từ team big investor rồi đến document đến các cái future và đặc biệt là phần analyst. Thì khi mà mình bấm vào mình rất là hứng thú bởi vì cái sự chỉnh chu của dự án, đây là một cái điểm cộng đầu tiên ha. Thì trong phần này mọi người có thể thấy đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái TVL hiện tại nó ở đâu ha. TVL hiện tại rơi vào khoảng là 2 tỷ 3 đô la Mỹ, thì đây là một con số rất là lớn. Nếu như mọi người chưa biết thì cách đây một tuần TVL của Avalanche cũng chỉ rơi vào mức 2 tỷ 3 đô la Mỹ này thôi, và TVL của Phantom cũng rơi vào đó, đâu đó hơn 1 tỷ đô. Có nghĩa là chỉ riêng TVL của Liquidity là đã bằng TVL của một hệ sinh thái như là của Phantom rồi. Do đó đây là một con số rất là lớn và mọi người cần phải lưu ý rằng cái con số này nó đạt được là chỉ sau 5 tháng, bởi vì cái dự án này bắt đầu launch là khoảng tháng 5 của 2021 và bây giờ mới là đầu tháng 9. Đây là một cái sự phát triển khá là nhanh. Tiếp theo thì đây là những cái thông số khác. Thì đầu tiên có thể xem về cái total collateral ratio, tức là cái tỷ tổng cái tỷ lệ tài sản thế chấp trung bình là ở mức hơn 300%, thì đây là cái mức an toàn và đảm bảo cho giao dịch có thể hoạt động một cách bình thường. Tiếp theo là protocol revenue là hơn 14 triệu đô. Nếu mà mọi người chia ra trung bình hoạt động 5 tháng thì cái revenue của mỗi tháng rơi vào khoảng đâu đó là 3,5 triệu đô, tầm đó hơn 3,5 triệu đô một chút. Thì đây là một con số rất là kinh khủng, tại vì nếu mà Liquidity là một cái công ty bình thường ở bên ngoài á, thì cái việc mà kiếm một cái revenue 3,5 triệu đô là một cái con số rất là lớn rồi, chứ không phải còn nhỏ nữa. Okay. Đây là scoring của token Liquidity thì là gần 10 triệu đồng, tức là khoảng 1 phần 10 cái max supply, holder là 5.843 ha. Rồi. Mọi người có thể thấy là TVL của Liquidity hiện tại đang đi ngang sau cái đợt tăng trưởng bùng nổ ở đây là khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, và hiện tại đang đi ngang và rơi vào đâu đó khoảng là 2,4 tỷ đô. Rồi. Đây là cái số travel, tức là số khoản vay thực hiện. Thì sau cái đợt giảm này nó cũng trùng với cái đợt downtrend, thì mình nghĩ là đơn giản theo lý do của cái đợt giảm nó khá là đơn giản, chính là do giá của Ethereum bị sụt mạnh theo cái cú sụt của chung của thị trường, do đó các cái travel một phần là bị thanh lý, một phần là người ta trả nợ để mà lấy lại Ethereum để mà người ta có thể bán ra ngoài thị trường cắt lỗ hay gì đó mình không rõ. Thì sau cái đợt này chỉ sau vài ngày thì đến ngày 24 tháng 5 thì các travel lại bắt đầu tăng lên lại và tăng tăng khá là đều. Ok. Rồi. Và đây là cái tỷ lệ mà tôi cần được Liquidity stake, thì mọi người có thể thấy là cái lượng Liquidity stake rất là nhiều và có xu hướng tăng lên. Ra để giải thích cái chuyện này cũng khá là đơn giản, tại vì như cái UK hồi nãy thì Liquidity holder mà mang staking đó thì có thể nhận được cái protocol fee, và nếu mà mọi người quay trở lại cái số tiền này thì đây là một số tiền rất là lớn. Do đó mình nghĩ rằng hiện tại cái xu hướng mang Liquidity đi stake vẫn là nhiều hơn cái xu hướng đem ra bán ra khỏi thị trường, tại vì cái việc staking hiện tại đầu tiên là nó vừa giúp cho holder có thêm lợi nhuận,
vừa giúp cho giao thức có thể phát triển đường dài và đồng thời là cái động lực PT sau khi lên sàn thì nó bị đâm rất là mạnh. Do đó thì hiện tại cái việc mà đem được PT ra ngoài chốt lời thì nó hoàn toàn là không có nhiều cái giá trị lợi nhuận. Do đó mình nghĩ rằng đa phần holder đang mong muốn vừa kiếm về cái protocol revenue vừa chờ đợi được PT tăng giá. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem về market cap cũng như là cái giá của LQT. Ok, hiện tại thì vốn hóa thị trường là rơi vào khoảng 53,9 triệu đô với cái TVL là 2,4 tỷ đô và định giá pha lõng hoàn toàn cũng chỉ rơi vào đâu đó là 555 triệu đô. Thì mình nghĩ rằng đây là một dự án khá là rẻ bởi vì với cái TVL như vậy, với cái revenue như vậy mà vốn hóa thị trường chỉ mới 50 triệu đô thì đây là một cái dự án mình nghĩ là undervalue. Nếu mà mọi người so sánh với một cái dự án tương tự đối thủ tức là MakerDAO với cái mô hình hoạt động là gần như là tương tự thì hiện tại MakerDAO với TVL 9,9 tỷ đô thì đang có vốn hóa thị trường rơi vào gần 3 tỷ 2,7 tỷ đô và định giá hoàn toàn là lên tới gần 3 tỷ đô đó. Cho nên thì cái tiềm năng của LQT trong tương lai còn rất là lớn. Ok. Còn đây là cái chart của đồng LQT thì hiện tại giá đã bị đâm mạnh từ cái vùng 73 đô và hiện tại nó chỉ dao động quanh mức là từ 3 đến 6 đô, nó cứ sideways liên tục như vậy. Ok. Rồi. Vậy thì liệu rằng chúng ta có nên đầu tư vào cái LQT không? Về mặt nhận định của mình thì LQT hiện tại đang hoạt động rất là tốt với những cái số liệu thống kê mà chúng ta có thể nhìn thấy được về sự tăng trưởng của TVL, sự duy trì ngoài không phải là cái sự tăng trưởng này không đến từ cái sự tăng nóng mà nó đã duy trì được trong một khoảng thời gian tương đối là dài, chứng tỏ là giao thức đang vận hành một cách rất là ổn định và thu hút được nhiều người dùng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái revenue mang lại cho token holder rất là lớn. Do đó thì hầu hết các cái đồng lực PT hiện tại đang không mang ra giao dịch trên thị trường mà chủ yếu là mang đi stake. Cái thứ ba đó là cái cách làm của cái team liquidity tương đối là chỉnh chu và mình đánh giá rất là cao cái này từ mọi thứ từ white paper. Nếu như mọi người có thời gian đó, thì có thể vào cái phần drop ha, ta đọc về cái white paper và các cái giải pháp của liquidity thì mọi thứ được viết rất là chi tiết và dễ hiểu, từ cái việc là cho vay như thế nào, thanh lý như thế nào, rồi neo giá của LQT như thế nào, cái những cái giả thuyết ví dụ như là xảy ra những cái sự kiện là bị thị trường market là bị giảm mạnh, tỷ lệ thế chấp nó bị vượt ngưỡng thì sẽ xử lý như thế nào, mọi thứ nó rất là chỉnh chu. Cái thứ tư mình muốn nói là LQT đã mua bảo hiểm của Nasdaq Mutual. Thì tuy rằng cái việc này nó không phải là cái đảm bảo là hoàn toàn những cái rủi ro, tuy nhiên đây cũng là một cái hành động mà mình nghĩ là cần thiết bởi vì liquidity là một giao thức cho vay và tài sản hiện tại trên đây là lên đến 2,4 tỷ đô. Do đó là có rất nhiều hacker hay là rất nhiều cái đối tượng người ta muốn thực hiện các cái hành vi như là plant loan attack hay là hack pool để mà người ta kiếm tiền, thì cái việc mà mua bảo hiểm cũng thể hiện cái trách nhiệm của liquidity đối với dự án của mình. Ok, tuy nhiên đó là những điểm cộng và ngoài nó có một điểm cộng nữa là market cap và giá nó còn đang thấp. Tuy nhiên dự án vẫn có những cái điểm trừ và những cái dấu hỏi. Thì đầu tiên đó là về token allocation, mình sẽ mở lại ha. Token allocation là được chia cho team và investor rất là lớn, và nếu trong trường hợp là sau một năm unlock thì những người này người ta có thể xả token gây ra cái việc đúng giá. Dĩ nhiên thì đây là chỉ là cái nhận xét cái mang tính là chủ quan của cá nhân mình. Đó, và chúng ta cũng không biết được cái investor là người ta tham gia vào cái vòng gọi vốn với cái giá của LQT cụ thể là bao nhiêu. Đấy. Do đó thì chỉ là cái nhận định là chủ quan, tuy nhiên thì đây cũng là một cái điểm trừ của dự án. Cái điểm trừ thứ hai đó là token UK không có governance. Đa phần mọi người khi mà mọi người đọc về một cái token UK tức là cái tính năng của token đó, thì mọi người hay bị bỏ qua cái tính năng là governance. Thì đúng là trên thực tế thì đối với những
cái người dùng bình thường, những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì tính năng governance nó không quan trọng, mà mọi người thường nghĩ rằng những cái tính năng như là stake để nhận fee hay là reward nó quan trọng hơn tại vì nó mang lại lợi nhuận. Nhưng mà trên thực tế thì những cái cá mập, những cái tay to và những cái quỹ đầu tư nó quan tâm nhiều nhất là governance. Tại vì sao? Tại vì governance thì nó có quyền bỏ phiếu và biểu quyết những cái vấn đề quan trọng ở trong giao thức. Ví dụ như Uniswap, mặc dù là việc hold Uni không có mang lại bất kỳ cái lợi ích nào cho token holder hết, ngoài việc Uni tăng giá. Tuy nhiên giá Uni nó vẫn tăng rất là cao, bởi vì sao? Bởi vì cái phí của giao thức được chuyển vào một cái treasury DAO, và cái phí đó dùng như thế nào thì do DAO biểu quyết. Và khi đó tay to và cá mập, nếu mà người ta nắm nhiều Uni thì người ta có quyền quyết định trong cái việc phân bổ cái phí đó, và đó chính là lợi nhuận. Tương tự như vậy đối với cái trường hợp của liquidity, nếu mà liquidity có chức năng governance thì khi đó nó mới giúp cho những cái tay to, những cái cá mập người ta ở lại lâu dài với dự án. Bởi vì sao? Bởi vì quyền chủ động được nằm trong tay người ta được quyết xem là bên tỷ lệ vay cho vay như thế nào là hợp lý, đúng không ạ? Cái phân chia lợi nhuận như thế nào là hợp lý. Chứ còn nếu mà liquidity không có chức năng governance và cái team là cái bên toàn quyền quyết định về cái việc mà chia tỷ lệ lợi nhuận hay là tỷ lệ cho vay vay hay là cái lãi suất ấy, hay là cái chi phí vay ấy, phí ấy, thì khi đó những cái tay to, những cái cá mập người ta có thể không còn hứng thú và ở lại với dự án lâu dài nữa. Đấy. Rồi, thì đó là chính là những cái điểm trừ đối với liquidity. Và mình hy vọng là trong những cái thời gian tới thì liquidity có thể khắc phục bằng cách đó là bổ sung thêm cái UK cho liquidity, cũng như là giảm cái tỷ lệ sở hữu token của team và investor, và bằng cách là có thêm những cái vòng rise fund khác để mà pha loãng đi cái việc này, thì khi đó nó sẽ tốt hơn cho cái sự phát triển trong lâu dài của dự án. Như vậy thì qua cái clip thì mình nghĩ là mọi người cũng đã hiểu hơn về cái giao thức liquidity này, cũng như là cái cách mà nó đang hoạt động. Thì mọi người có thể vào cái trang web là liquidity.org, cũng như là follow Twitter và Telegram của dự án để mà chúng ta có thêm cái sự tìm hiểu và tự đánh giá, cũng như là quyết định xem là đây liệu rằng có phải là một cái dự án tiềm năng không. Mọi thông tin trong clip là chỉ mang tính chất đó là cung cấp cái kiến thức cũng như là thông tin, chứ hoàn toàn là không hề mang mục đích là lời khuyên đầu tư. Mọi người nhớ lưu ý cái điều này nhé. Rồi, ok, nếu mà mọi người thấy cái nội dung clip hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ cái clip này, cũng như là follow YouTube của CoinStation TV để nhận thêm nhiều cái clip về giải mã dự án hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.